Chào cả nhà đã đến kênh YouTube Hoàng Thích Lang Thang nha. Hôm nay mình hiện tại đây có mặt ở chùa Linh Ứng, còn có tên gọi thường là chùa Giáp Hoa hai nha. Trong ngôi chùa Linh Ứng, rồi cả nhà hãy cùng theo chân mình vào bên trong tham quan vẻ đẹp của chùa nha.